Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại chương trình Phong Thủy Zakat. Lời đầu tiên thay mặt thầy Zakat cùng ban biên tập của chương trình kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền địa vị trong xã hội. Trong tháng 9, đường tài lộc của tuổi Mậu Thìn 1988 vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ các tinh nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Mậu Thìn trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi chuyện hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Cụ thể, vận trình của người Mậu Thìn như thế nào trong tháng 9 âm lịch? Mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, tính cách người tuổi Mậu Thìn 1988, mệnh đại lâm mộc có phần hướng nội, trầm tính, ít nói. Họ khá bị động trong chuyện đối nhân xử thế, không có quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết. Các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Người tuổi Mậu Thìn sẽ không thích những công việc quá đơn giản và nhẹ nhàng. Họ cần có mục tiêu để luôn luôn phấn đấu theo đuổi. Có khó khăn thì nghĩ cách khắc phục, có kẻ địch thì nghĩ kế đẩy lùi. Có như vậy họ mới thấy cuộc sống muôn màu, muôn vẻ và cảm nhận được niềm vui. Đây quả thực là mẫu người chinh phục. Tháng này, tình hình sức khỏe của người Mậu Thìn sinh năm 1988 không thực sự lý tưởng. Chủ yếu là bởi bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc địa chi. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu. Dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, gia chủ dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu nhiều tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh cần hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp canh Dương Kim nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ Mậu Thìn nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, công việc sự nghiệp của gia chủ trải qua không ít biến động, nguy cơ thất bại khá cao nếu tiếp tục duy trì tư duy bảo thủ, không biết tiếp thu góp ý mà gợi ý từ người khác. Có những thời điểm, gia chủ mất động lực, làm việc khá tùy hứng, nếu thiếu tập trung nên mọi việc chỉ hoàn thành được nửa vời hoặc làm qua loa cho xong. Với những người làm công ăn lương, sự mệt mỏi chán trường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp của bạn không được cấp trên công nhận, sự cố gắng của bạn như dã tràng xe cát. Tuy nhiên đừng lấy đó làm lý do để lười biếng, chảnh mảng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Trong nửa đầu năm 2022, gia chủ rất cần sự kỷ luật hay một khuôn phép, quy tắc sẵn có để ép bản thân đi đúng hướng. Nếu không, sai sót có thể xảy ra ngay từ đầu, bản mệnh mãi trượt dài trong thất bại. Cần học cách tiết chế và đổi mới trong bản thân càng sớm càng có lợi. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Zakat trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi, đường tài lộc của người sinh năm 1988 không quá lý tưởng trong tháng này. Gia chủ thường xuyên mất tiền cho những mục đích không thật sự cần thiết. Ví dụ như mua sắm theo tâm trạng rất dễ dẫn đến việc vung tiền quá chán, tài khí khó tụ, việc làm giàu cũng bị cản trở theo. Ngoài ra, bạn cũng nên đề phòng khi tham gia vào các dự án bất động sản hoặc đầu tư vào bất động sản theo người khác. Việc thiếu bình tĩnh và lý trí có thể khiến bạn gặp rủi ro về tài chính. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 9 âm lịch, sức khỏe người tuổi Mậu Thìn không quá ổn định. Các gia chủ Mậu Thìn có chút phiền muộn do không có sự đồng tình, ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước, nên khiến bản thân lo lắng về chi tiêu. Hệ tim mạch của gia chủ không được tốt cho lắm, cần chú ý khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh. Bản mệnh cũng cần đề phòng những nguy hiểm tiềm ẩn ở gan và túi mật, đôi khi còn do chấn thương ở xương và cơ thể khi đi xa hoặc bất cẩn trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông. Ngoài ra, cần chú trọng việc chăm sóc cơ thể thật tốt, chăm rèn luyện thể thao, giảm trừ nguy cơ bệnh tật. Các gia chủ tuổi Mậu Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hòa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tương xung xuất hiện gây ra những trục trặc nhất định trên đường tình duyên của người tuổi Mậu Thìn. Đào hoa ảm đạm, tình cảm đôi lứa vui thì ít mà buồn thì nhiều. Những cuộc cãi vã vì mâu thuẫn quan điểm xảy ra thường xuyên hơn. Nữ mệnh tuổi Mậu Thìn, bạn là một người nhạy cảm, trong chuyện tình yêu luôn là người chịu nhiều thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm của hai bạn sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên bạn không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Các cặp vợ chồng nếu để mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm có thể dẫn tới ly thân, con cái bị ảnh hưởng theo. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát nếu bản mệnh chịu nhượng mộ và bao dung nhiều hơn. Nếu đang ở một mình, bạn ít có cơ hội cải thiện tình cảm, dễ tỏ ra không có thiện chí trong những cuộc hẹn được giới thiệu thông qua người khác. Bạn nên cho bản thân và cũng là cho người khác cơ hội để chăm sóc, bầu bạn bên mình. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và ngọ thành Hỏa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Mậu Thìn trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 9, tức ngày 30 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 9, tức ngày 12 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 9, tức ngày 24 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Mậu Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Thìn trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 9, tức ngày 29 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 9, tức ngày 11 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 9, tức 23 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng, năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.